đi chơi du lịch đừng chụp ảnh như thế này nhé cầm trên tay một ly nước và tạo dáng thân hình chữ s ngồi nghiêng và hơi ngẩng đầu tay vuốt nhẹ tóc đừng chụp như thế này căn nhân vật ở hai ô giữa đứng tựa vào cây cột đứng với tư thế bắt chéo chân một tay che miệng bước đi và chụp tự nhiên. Cắt ảnh cho phù hợp.